Kìa. Em ơi khỉ ếch hay gì nào, ếch ơi. Ui. Không phải, sau lưng em nè, khỉ sau lưng em nè. Khỉ không à? Khỉ. Ui, 4 con. Sau lưng anh. Khỉ. Trời. Sợ. À, xác nó. Ui, giáp boss kìa. Ui trời ơi, bay vô luôn kìa. Mày sẵn đó. Sẵn thôi. Bố lao. Trời giật cái đầu luôn bạn. Giáp boss. Giáp boss. Anh chặt em cái nữa là em lụm luôn á. Hay quá. Ôi, chặt cái. À, đau quá, đau quá. Em nghĩ là chúng phải đỡ được không? Em ơi. Được, hình như đỡ được anh. Cô giờ em. Đâu? Đi nhanh lên. Đây, em có đèn pin rồi đại ca ơi. Chốt được. Thôi chạy. Nó tới với đồng đội nó rồi. À da, em chém vô cái đầu anh cái phê luôn bố ơi. Sao hút máng quá đây. Ây da, mấy Bảo chém vô cái mù mắt luôn bạn. Phải uống paracetamol mới chịu mới được. Làm lẹ hủ á, chịu hết nổi. Quân viên giảm đau vô mình đi tiếp. Ôi, trời sắp tối luôn rồi em ơi. Nè em đi thẳng xuống đi NC ơi. Anh với Bảo đi lên để mà gặp nhau cho nó nhanh. Đấy, ok. Trời tối rồi, đâu thấy đường thấy xá đâu đi. Thằng cây dinh nó đi đạn luôn rồi. Cây dinh. Ôi, muốn lót tử được nè. Nó quên nữa, sớm anh cho nó tiếc anh bà em quên bảo anh trượt xuống có cái kiểu bất tử á. Bất tử gì? Là lúc mà anh đang bị trượt té anh bấm chữ B lên là bất tử luôn. Hay vậy? À đúng rồi, có nhiều bạn nói kiểu mà từ trên cao phóng xuống bao là cầm cái cuốn sách đó là phóng xuống không chết đúng không à? Nói vậy nè, ui nguyên cái ngôi làng này quá trời đông rồi. Từ từ Nessie sắp xuống tới luôn rồi, Nessie băng. Nó chơi em nè. À da, rồi gục luôn. Cũng quên cái rồi. Ai khớp lên. Đợi cái. Ôi con nhỏ nữ nè. Đón. Từ từ. Cầm súng nó chạy rồi, cầm vũ khí ra lại chạy. Phải có cái viên mới thu phục được nó. Bảo đâu? Em nè, em cứu anh á. Phải có Kevin mới thu phục nó. Tối rồi đi ngủ đi em ơi. Không cần. Có đèn pin thôi. À cái nhỏ đó kìa anh lại kìa. Bỏ đồ xuống. Anh em bỏ đồ xuống. Nó lại nè. Ở chạy tiếp anh. Trời ơi, bỏ đồ xuống cũng vậy à. Phải có Kevin mới được. Sao ngộ vậy? Phải có Kevin mới được. Kevin nó đi anh với Bảo bỏ nó lạc trên núi rồi. Gọi đèn nha em ơi. Có đèn đâu gọi. Rồi xếp cái đi. Ngủ cái nha, ngủ cái hay sao rồi. Rồi ok. Yeah, cuối cùng ba anh em đã gặp nhau các bạn. Để em setup cái súng nè. Ăn uống cái đi rồi là được mấy đứa ơi. Em làm hộp đồ ăn mèo cái. Thôi bị ngon. Đồ ăn lùi em còn. Ăn cái gì là thịt đóng hộp của Bảo, hơi bị ngon luôn. Đúng rồi, đồ ăn mèo của anh. Này em không đồ ăn mèo á đúng không ta? Ủa candy food đồ ăn hộp chứ. Đồ ăn đúng hộp. Đồ cá rồi. Đó uống lon đầy liền. Rồi. Nè có cái đèn nữa chưa các bạn? Hơi bị phê luôn. Paracetamol không? Đầy máu lên luôn. Rồi lọ cuối cùng luôn ơi. Em còn anh mở cái mấy cái ví da. Quên anh em mình tàu lửa rồi hết luôn bạn, hết paracetamol luôn thôi. Nhưng mà làm sao em ơi, no full cây rồi, còn thuốc thang thì từ lụm lại. Này em đứt luôn đâu, ai nửa cây máu kêu em có máu mà. Đây bây giờ đi tới cái chỗ chưa lấy cái đèn pin đó đi rồi anh em mình đi tiếp. Từ để em cháy giáp cái nãy nó quên rồi, giáp kiếm em mà. Đấy có con lục nào kìa, giá xanh kìa. Giá xanh. Đó. Chạy sởi kìa. Dạ xanh. Dạ xanh. Dạ xanh lúc còn nhỏ. Đầu bự đó. Chỗ chứ đi chỗ nào. Ôi, đó, thấy không? Dạ xanh đó thấy không? Dạ. Hết hồn. Mới vừa hồi cái máu. Yeah. Dạ xanh này lúc còn thời baby nữa bạn. Bị té nước nữa. Mày đứng lại. Chạy nhanh quá rồi chạm lại. Dạ yếu quá. Đây, lên tới cái chỗ cái xác chết đi. Chạy qua đây, có. Rồi nó dẫn anh em mình tới cái liều trại gì đây nè. Có đồ nè. Pháo sáng nè. Đồ nè. Hộp xịn nè, ngon. Rồi, lại tiếp tục cuộc hành trình với bạn. Kìa cái nguyên đạn ở đây, nguyên đạn trên kia nó có. Thôi. Ui nó kéo nguyên bầy luôn kìa. Để một thằng kéo cây này. Kéo ba má nó lại kìa Bảo ơi. Nãy em hiếp nó ra chữ đi. Nãy leo cây nữa kìa. Còn. Ôi. Ủa tính ra mấy này leo cây được luôn kìa. Được. Để em từ đây. Lại xử mập đi. Ơi có mập địch kìa. Có hai mập địch luôn. Ôi căng. Chắc chơi tới súng quá. Chắc móc súng ra chơi quá. Ê thằng em đó kìa. Mẹ liền, mập nè. Lũng bụng liền, bắn cái lũng bụng liền, ôm bụng liền. Ôm bụng à. Để đó đi còn nhiều móc cái kia ra phí lắm anh. Mấy cái đạn này nhiều bạn nói là kiểu anh em mình cứ chơi đi dừng nữa kiểu mà có được súng bự rồi. Đúng rồi. Có cây shotgun á. Cứ chơi thoải mái đi. Anh Phương tại sao anh không test mấy này lung lên nó có cái gì? Mấy mập đây hả? Ừ. Anh để dắt cũng có xương mà. Đâu vác được đó không? Không, vác nổi. Đúng không? Vác nổi đúng không? Chưa. Không nổi, mấy mập này vác nổi. Không nổi. Thôi đi. Đây. Sao mất cái chấm y luôn rồi nè. Có chiến thằng là khỏe liền. Đâu cái chỗ hồi nãy đâu nữa xi. Nè chữ y trước mặt anh nè, anh thấy không? Ủa xa dưới vậy? Nãy thấy gần lắm. Nãy em lụng rồi nên nó mất tiêu rồi. Nên anh phải thấy. Sao? Trên kia nè. Ui có con gì nè bói. Đâu. Bên đây. To lắm. Đâu? Mới thấy nó này đâu. Chạy đi. Cái làng. Không có con gì nè. Bên phải Bảo ơi, con linh dương. Ui. Nay sừng tắm hả? Nay sừng tắm đúng không? Nay sừng tắm này linh dương vô săn nó luôn. Trời hết hồn đứa con gì. Anh có coi cái trailer như là trong cái bản game này là có cái con gì nó dậy sọc à, thấy ghê lắm. Con này là cái con sừng tắm nè. Ui bên đây có con nè. Sập luôn. Đã bỏ lên lên đây có cái lạng nè. Lấy da lấy thịt. Ủa được à? Tưởng con nào được biết sống luôn. Trên đó có chạy kìa Phương à. Quá trời thịt luôn nè. Đây. Lấy là ăn liền. Trên đây có chạy nè. Có mấy cái kia đập đi Bảo à. Đập. Nghe có mấy cái radio nè. Cắt đây. Đập luôn đó. Đây, nữa đó. Nè có mấy mạch điện tử nè. Đi qua chơi kia nè. Ủa gì vậy? Tiếng gì vậy? Đâu cái chó chơi đâu ta? Lấy cái đèn pin cái đi. Em không thấy. Anh không thấy đâu. Em biết xa lắm. À dạ. Đỡ. Nó đây xì được cái lực vô. Để em solo được rồi. Ủa không thấy gì vậy trước mặt á, thấy không? Xa lắm, nó nằm kế bên cái hang đó đúng không? Đúng rồi. Trước mặt cứ đi nhưng mà xa lắm. Ơi nó nổ, á nổ này. Rồi thấy cái chữ Y rồi. Đó, trước đó. Có đi lại gần nó mới hiện lên đó bạn. Đi tới chỗ đó để lấy cái đèn pin lại không? Hình như phải này lên bực trên á. Hồi nãy em chặt cái dây thần rồi hả? Đúng rồi, nãy em chặt dây thần. bùa đỉnh quá, nó bắt bùa lên. Đọc cái xác chết lên của Hạnh đi nữa rồi. Lên xíu nữa. Lên đó. Gió ta. Chắc có biến vậy. Kiểu mà gió này kiểu mà có cái liều cái đắp cái mệt nghe đừng ngủ đâu, im luôn rồi. Nghe ngã với đây nè. Đây nè, thấy xác không anh? Hay là thấy dáng treo? Thấy cái xác. Có đèn pin chưa? Này có đèn pin không? Là nãy rồi. em chặt cái cọc dây đúng không? Đúng rồi. Rồi chỗ cái xác mà bị treo cổ để bạn chặt cái cọc dây, thì bạn đó là sẽ có cái đèn pin nè. Đây đèn pin đây. Rồi, quá im rồi mà. Cái đèn pin nằm ở góc mấy vậy ta? Góc kế bên nhiều nhỏ. Kế cái nhiều á. Nhưng mà cầm lên là nó sáng à? Đúng rồi. Giống như cầm cái điện thoại á. Rồi đi. Nhưng mà không cần thiết đâu anh, tại nó kiểu buổi tối vô hàng nó mới thấy sáng rồi. Ví dụ như nó cầm được cái bên kia, cầm được bên tay phụ, cầm được thí. Chứ mình cầm đuốc, mình cầm thí được đâu. Rồi anh em đi hang này, rồi đi hang ở dưới nè, như là hang dưới nó có cái súng bắn cái gì của Bảo đó. Phải đi hang dưới trước rồi mới đi được cái hang trên đây. Cái hang trên này phải cần có cái súng bắn qua đúng không? Đúng rồi, cái hang này là kiểu mà nó có cọc dây á, cả phải cần có cái dụng cụ gì đó để mà đu qua. Dạ, phải không? Hang dưới. Hang dưới nào? Đi hang dưới. Cái gì vậy trời, cái gì vậy? Hả? Đâu? Hang dưới nào bác? Hình như cái hang. Sao dưới đây nhiều hang dưới vậy? Dưới này một đống hang á. Cái hang dưới đó hình như là anh nhớ là thông ra biển á. Ừ. Không phải. Đúng rồi đó. Không phải đâu, cái này hang mới không cần. Cái hang thông ra biển là cái hang nằm ngoài biển luôn anh. Đúng, cái hang đó hang. Rồi, ok. Đây, bây giờ đi khám phá cái hang này các bạn. Anh Phương lên góc lại đi, anh lên góc lại anh bắp bê. Cái gì? À, anh lên góc dạng có góc này không? Anh bấm B. Cái chữ B bọ hả? B bọ. Được. Đâu được đâu. Bỏ à. Cái mà trượt xuống đúng không? Đúng rồi, bắt tử luôn. Này hình như hang bên đây nè. Ủa sao kỳ ta, FPS sao ít chứ gì ta? Đi cái hang này là nó sẽ lấy được cái cây súng bắn dây không? Đúng rồi, lấy được cây súng bắn dây rồi xong mình mới đi cái hang đầu tiên mới lấy cái xẻng mới được. Bên trái mình có thú dân kìa. Kiểu bữa nay là có kế hoạch nha các bạn. Bữa nay là phải đi đu dây để xẻng. Ui cái này cũng nguyên cái giật nha anh Phương, từ anh Phương. Thôi. Để lẽ tính tay qua hả? Để đó chắc gãy cổ á, để ở đây có cục đá này đi qua được nữa. Từ anh đâu? Đừng qua chứ. Nên đi qua khu này mà. Nhưng anh với Bảo là lựa cái đường khó nhất để đi. Ủa sao đây có cái khe gì nữa vậy ta? Ủa hang gì, hang ẩn à? Vô thử không? Vô thử luôn không? Đấy. Vô luôn. Sai kế hoạch ban đầu chưa? Hơi sai xíu thôi nhưng mà đi luôn. Đi luôn. Okay. Mình đi thám hiểm mà em lo gì? Đi luôn. Từ để lấy cái đèn pin nhé. Wow. Tính ra wow. Có cái đèn pin kiểu cảm giác anh em mình sang chảnh liền không? Ồ, này là hang phải leo lên trên anh ơi. Ủa mà sao léo? Léo. Rồi như vậy là phải kiếm cái cây gì nữa? Cây đập vô cục đá móc lên. Đúng rồi. Cây leo núi á. Cái cây đó kêu bằng gì ta? Ngắn rồi. Cái cây móc đó tự nhiên quên tên. Ủa, nghe luôn biết. Đi vào, đi anh Phương. Trời ơi, hết được. Em đi trước anh cản cái đường mà kêu đi. Em lại là em. Báo à? Đúng rồi, bên đây nè. Đi nè. Cái hang đó cứ mà chờ nào này mình chế được cái cây leo núi chui vô đó. À ba từ đợi em xíu. Để em coi sao kỳ ta. Ở đây có đầu lâu nè anh Phương. Ôi, xuống, vô cuối. Vô cuối nghe đầu lông nè. À, cây ba to. Ôi, cây điện, cây điện. Cây ba to điện nó đảo quá vậy. Ê, gì vậy? Ôi, làm sao nó chết vậy? Giữ vô trái. Thôi, nếu mà thông mấy thú văn thêm đi ngon à. Đền cái này nè. Nào không nghe chích đít nữa mày. Đổi cái nhiều được. Cái này thử bao. Hả ho cảm ơn. Thử rồi, cúi xuống anh chích vô đít thử ơi. Thôi. Đã đó. Hang này. Hang dưới đây. Cứ thế thôi. Rồi xong đi, em dẫn anh đi lấy cây curry. Dao quắm, gọi là dao quắm. Dao quắm nè. Đây. Đi này Phương. Đây, let's go. Lời anh Phương em lấy cái đèn pin ra cái. Bữa nay kiểu mà ba anh em mình là giống như là nhà leo núi, nhà thám hiểm chuyên nghiệp các bạn. Kiểu cầm cái đèn pin vô cảm giác chuyên nghiệp quá. Sao nó có cái đèn pin thoải mái vãi, cầm rìu chặt nó luôn được luôn á. Ờ. Xác chết tới đây thấy quá trời nè mọi cuộc xương nhóc chân. Ôi tay chân đèn pin, ôi tay chân đồng hồ nhóc chân nè. Là bia. Thịt nè. Ôi, có đèn pin nhìn xa đấy nhỉ. Sướng thiệt. À. Ôi, đây đầu lâu xích chồng lên nhau nè. Ui, cái hang này... Có đèn pin cái nó sang hẳn luôn mà. Đúng chắc chuyên nghiệp đi thăm hiểm luôn. Nó VIP Pro lắm. Ủa? Nó sang. Ủa gì vậy? Nghe tiếng gì đây nữa. Nó dưới kìa, quăng á. Nó sang nha. Đông nha, mình thấy hơi bị đông rồi. Rồi, chưa gỡ ra. Cho lên từ từ, lên từ con. Để em test vụ cua cái. Chỗ có sáng đi Bảo. Chỗ có sáng cái nó bu lại hết ta. Không, nó... Ui dùi! Không cái gì? Rồi, ui vụ điện này, vụ điện. Ui, vụ cua xịn đi, Đi. Chích cái té à? Ừ, chích cái té. Cái đầu nhưng mà đâu bạn ơi chạy đâu bạn ơi những mấy này là lấy giáp boss được nữa Bao ơi. Ui cứu em sắp chết rồi, hậu quá mà nãy như cái đầu này hay nè. Em có thuốc, em dùng cái cây này nhiều khi mạnh lắm á. Cái nào dùng cây lửa nè, đánh nó có cc. Đạp. Rồi, được, không cháy á. Ây da, nào á. Còn không ấy? Có. Đánh nó có CC, nó có đào, nó đàm đốt. Rồi, đã xong em. Tôi tập đây. Để tí nữa kiểu mà có một con lẻ các bạn, mình sẽ test thử cái dù cui á. Ôi, đạn đây nhóc chân nào, thuốc đây nhóc chân nào mấy đứa ơi. Ủa sao anh đi qua bển này dưới hả? Nè anh đứng ở đây nè. Từ mặc giáp lên anh ơi. Từ giáp không? Em... Sao em còn chảy máu nữa? Anh chưa lấy nữa nè, anh chưa lấy. Mà chạy đem sao đâu. Được 3 giáp boss. Rồi ở đây có tờ giấy với nè Bo ơi. Cần thông dịch viên không? Gọi đen vô thông dịch viên ơi. Gọi xong em tắt luôn rồi. Nè, đây, gọi đèn vô. Tối dưới vậy? Ủa, tôi thấy sáng mà. Rồi, đọc đi. Ủa sao em nhìn không có gõ dưới trơn vậy ta? Chữ nó bị cặn hơn. Chữ nó bị dài. Bảo bị cặn chắc nữa bạn. Đấy, em đi thám hiểm chứ quá rớt cái vua có khiến em đâu. Ủa, đây có cái hàng, đây có đường đi vô này, từ để coi mấy đường đi vô ạ. Ơ kìa. Chữ mà tịch không có thấy được. Nè thuốc nè quá trời nữa. Đồ ăn nữa nè. Phương ơi có tánh giá anh Phương ơi, có tánh giá. Đâu? Hình như tánh giá làm gì nè nè. Nè trên tay cầm nè thấy không? Đâu? Nè. Tay ngay đèn nè, tay nè. Rose College cho thánh giá. Lập chưa? Đi tiếp. Đâu cái thánh giá đâu anh không thấy. Cái tay nè. Ở góc nào vậy? Trên cái cánh tay á, đó có cái cánh tay, thấy cánh tay. À anh lụm rồi, lụm rồi. Cái hành giá này chắc để trừ quỷ em ơi. Diệt ma. Hết đường hả? Đường vậy là đường kia, đường này, đường này. Nếu có ma xuất hiện thì nè, bữa nãy nói cái quặng này nè Bảo. Bữa nãy nó nói cái tờ giấy nói quặng như này là gì nè. Đọc đi, chứ tôi bị rớt cái mắt kiến là hết thấy đường rồi ba. Kìa. Ở đây có cái chắc là đường đi vô nè. Đường đi vô nè. Đây. Tự nhiên nay thông dịch viên mà bị rớt cái mắt kiến. Không rồi. Không rồi. Ê, hết hồn. Ôi, cái gì này đang đứng làm gì? Ui cái gì hả? Bác ơi, trời cái gì ghê hả? Cái này là chỗ ưu đạn, cái này là chỗ ưu đạn. Nhưng mà nhìn ghê quá, Bảo em đây gần thứ không? Ờ mà anh đây ra. Bay từ từ nào. Ôi né này chết bây giờ, chết cái bữa nữa giờ. Ủa, này là chỗ ưu đạn C4, có C4 đây nè. Bóp lửa không? Bóp lửa không? C4 rồi. Trời nhưng mà khoan để anh lại gần anh quan sát nữa được không? Được. Thôi chạy ra. Trời ơi nó giật rồi kìa. Ui, thịt thà gì văng lưa hết. Hèo phổi gì tà le không me hết. Gớm quá. Gớm luôn. Anh lập được cái bơm gì nè. Vô luôn cái gì? 4 anh. Vô luôn anh. Ui, mới ghê quá. Coi chừng nha, hình như có boss đó. Ghê lắm. Hình như cái con đó nó bị đột biến anh ơi. Em theo đọc cốt truyện là vậy, nó bị đột biến. Ui, cái gì kia? Có từ có nha, đông nha, hai con, ba con. Em để em lấy CC ra. Vô đây. Rồi xong. Một con. Để anh chơi chém bén. Rồi. Ây da, anh chém nó thì đừng chém em anh. Ôi có tờ giấy á nè. Ê có boss. Ê. Còn đâu tản lụm luôn. Rồi lụm luôn, DC cẩn thận. Cứu bảo cái trước đi. Chụp cái. Đưa em. Toàn quá. Chắc toàn quá. Em chạm vô bảo cái. Chúng ra là xong mà, trời ơi game dễ. Đâu, thằng nào nữa? Nhập hết. Cứu anh cái đi. Bảo là cứu gì bảo? Chưa. Ui hết đạn. Em chạy lại em cứu cái đi không thôi là toàn á. Cứu người. Lui đông quá, lui về okay. Chạy. Ui ơi có thêm con boss nữa kìa, Phan lui lại cái. Lui về báo đi. Ra đây. Ok. Nên họ máu cái đó. Em hết đạn rồi. Em hết đạn đấy ra, em cho nó gì lục đạn nè. Gặp boss rồi từ đó. Với lại mình cận chiến nó không được đâu, tại vì con này mạnh lắm, giả mình mấy cái. Ở đây tập xuống cái lực. Từ từ anh em chặt cùng chứ. Còn con ngay đây nữa nè. Đâu? Ui bóng quá. Ui con này không. Ôi con tự quá chưa. Rồi xong luôn. Con hai đầu. Rồi. Nè em Phương đứng dậy đi. Ui em sắp chết, cứu em. Chạy đi này, chạy ra ngoài đi, chạy ra ngoài đi. Ui nó đứng đường luôn rồi kìa. Anh đang ra ngoài. Né ra Bảo, né rồi anh, tôi chở chỗ đu đạn Bảo ơi. Chở đi. Ok, chết mẹ mình quên đốt sao? Để tôi đừng này hết, để tôi chọi. Đánh vô. Ôi con này hai đầu phải không? Đúng rồi, anh chọi đi, nó dưới chân em kìa. Bắn hả? Bắn. Lựu đạn phải không? Chọi đi anh. Để anh. Chết chưa? Chưa. Chết rồi. Rồi vô chặt sáng nè, từ từ. Ủa, đâu chặt được. Ghê quá vậy. Từ 1 2 3 nè. 2 3. Rồi. Đó. Ui, cái con boss hai đầu này ghê quá bạn. Gặp mấy con khác mới anh em bình tĩnh thôi, từ từ thôi. Ăn uống cho đầy máu đi. À, gắn mấy cái giáp boss vô đây cho chắc luôn. Gớm quá vậy. Đâu. Có giáp vô mới được mày, chịu khó thế. Cái đường này đường đi ra hay đi vô? Đi vô. Rồi đi vô tiếp. Coi bên nãy có tờ giấy là đọc thử bảo. Chặt cái này ra đi để lấy cái mạch điện tử. À, ủa nó chữ lại BM rồi. Ui kim con đi. Đâu? Nè, đấy à. Chỗ chết mẹ đó. Dạ. Ui, tan xác. Bạch sáng. Đây 1 2 3 tiếp. Đây. Chưa. Nè, đếm đi. 1 2 3. Rồi. Chờ phải lấy giáp rồi. Tờ Nga hình như vẫn còn á, nhưng mà đây đi còn trong. Đọc đi bảo. Chữ mờ quá đọc không được. Ủa, kỹ mắt không nặng nó vậy à? Mắt cận quá, chữ mờ tịch ra. Vậy có thuốc đây nè. Nhưng mà không biết nó có lưu dung ngự mà mình không để sao đọc. Không có lưu dung ngự. Vậy đi khám phá luôn đi, từ từ nghiên cứu thôi. Ui trong này xác chết người nhóc hết trơn rồi mấy đứa ơi. Coi anh em có bỏ sót gì, nào được không? Hả? Coi bỏ sót trên người coi mấy ông này có đồ chơi không nha. Hình như trong người mấy ông này có mấy người mà có cái thẻ để mình quẹt á. Chém thôi, chém. Không, thẻ chưa đâu. Hình như hai này cũng có thẻ thì phải. Ôi có cái hình nào thôi. Còn hai con nữa, hai đầu nữa kìa. Đâu? Thấy à, từ xa nha, nguy hiểm nha. Để em. Chiêu. Có bom không? Bum. Ủa chọi C4 hả? Ủa? 4 5 con luôn. Rồi ai quăng trái bơm nghe vậy? Được không vậy? Chích điện nó được, anh em đánh đi, em chích điện nó rồi, nó sẽ tút thôi. Chích đi. Đã. Rồi xong. Chưa, còn hả? Trời quá giờ. Rồi 1 2 3 nè. 1 2 3. Chơi trong kia còn con nữa. Anh em cứ lùa từng con ra thôi. Là cái gai. Ôi chích điện thì tôi được quên nãy giờ. Không con trong này như nãy anh chọi với bơm nó chết luôn em ơi. Nó kỹ rồi. Cái C4 gì kỳ ngu. Đấy con kia. Con. Ui trong kia đó nha, trong kia còn con nữa kìa. Lui từ ra ngoài một con đây. Chết đi. Chết chưa? Ok. Chết. Rồi 1 2 3 nè. 1 2 3. Vô. Bắt đầu kiểu mà chuyên nghiệp rồi đó. Tem mình bắt đầu nó điều nhau đó. Nè lên nữa nè. Con này kiểu nhìn giống như con nhìn nhện đó. Lợi gần nó rồi cho nó ra. Nó sợ rồi, bắt đầu nó sợ. Đi sợ không mày, biết sợ không mày. Ây da, mẹ chích điện mình ở dưới nước mình dừng luôn à. Rồi, 1 2 3 tiếp. 1 2 3. Vô. Chưa thấy, ủa xem. Đây, thấy rồi, ok. Ê, con kìa. Ui. Chết. Thấy nè, đại sĩ lùa đại sĩ kìa. Lùa. Chết. Chết luôn rồi. Rồi, lấy nào. 1 2 3 nhất. Vô. Chỗ này chắc full giáp rồi. Bây giờ anh em kỹ lực lên là dầu liền. Đầu tiên nè tiếp. Gắn giáp luôn nha. Gắn giáp luôn nha. Chắc có boss đó, nguy hiểm lắm đó. Thế là tiếp vậy. Hai cái nữa full rồi. Nó kỹ thôi anh em muốn. Kỹ thắng chưa? Ủa đường này đi rồi mà, đường bên trong đây nè. Ôi mấy đứa nít giờ. Ui. Mấy đứa nít đó cắn thốn nhờ. Đủ ra từ có mấy đứa nít đó cắn thốn mà. Đây để anh. Đó, anh đừng chọn, đừng chọn được. Em coi có cách, em cách đừng chọn được rồi. Anh ném vô rồi. Ý. Chọi văng. Đấy nô, gầm. Để em tiễn nó đi vậy. Con kia, con kia, con kia, con kia. Anh vô, anh em vô xe tái đi. Rồi như có đồ nha, kiếm từ từ nha. Quá kinh khủng quá anh. Chém sát mấy ông này thử có gớt đồ đâu ta. Đây nè, đây nè. Có. Có sáng rồi. Mấy cục này không chặt được. Đi làm vô tiếp. Ôi tính ra cái hàng này rộng quá ha. Mấy ông này không có gì hết. Hiếp. Ui sáng quá vậy. Này có đồ, này có đồ xịn mà. Phan đen làm lon coca cho tỉnh cái này. Ủa gì vậy? Gì vậy? Tiếng gì vậy? Ủa sao dọc đường đi ra quá vậy? Ông này mù đường rồi. Không, cái này đi, đang đi vô mà. Chỗ nào ấy cũng như chỗ mới mà. Kìa có đèn. Giờ đi thẳng mà. Từ nha, sao đường này nhìn lằng quằng cà lằng ngoài quằng vậy? À đây có đồ, đây có đồ. Đây có đồ. Ấy, dạ. Bình tĩnh. Hàng sâu quá vậy nè. Coi bỏ lỡ gì không qua đây coi. Rồi xuống đi. Ui, phía trước gặp lắm nha. Ui, hình như nguyên đạn luôn. Ui, ôi nguyên một team luôn, Từ từ lấy bom lửa anh em chọi đi, anh em nhiều bom lửa mà. Đây để anh chọi cái phát sáng cái. Nè, chọi nhiều phát sáng lên. Nó lên nhìn. Đây mấy bạn con không sao, mấy này sẽ được. Bom lửa cầm cái đốt cũng được. Anh phải cầm một quẹt luôn, anh bấm vô chi anh cầm một quẹt lên. Chờ, rồi chụp điện em đánh đó. Anh ném anh ném mấy hàng xa đi. Ok nhặt lấy giáp boss đi. Từ từ. Cái giáp boss đây vậy? Không có. Gọi mạnh cái, anh mới thấy. Từ từ con gì hú từ từ. Nó chạy kìa. Gọi đèn pin đi, anh không thấy. Nó chạy kìa. Đâu đèn pin đâu? Rồi nè. Nè. Chặt xác đi. Anh méo thấy gì luôn á. Ủa sao không thấy gì? Hả? Có đèn. Anh bỏ đi, em cầm pin đi. Thôi, anh thấy chọi cái này ngu quá. Trời ơi, một ơi. Nó cháy rồi. Con gì ghê, khóc ghê quá vậy ta. Cháy rồi. Ôi, đi thêm con boss nữa nè. Đâu, quay boss. Quỷ cao nãy á. Thôi nghỉ ném anh Phương, nghỉ ném đi. Thấy ném sợ chúng anh em quá. Thấy nó ném chúng anh em thấy mẹ luôn. Kìa có con quỷ vô xương nữa kìa. Thấy vừa chơi vừa cua vừa cầm búa là thấy hợp lý vậy. Cầm búa đi em chích điện cho. Giáp từ đi. Có giáp không? Nè lấy giáp, anh em mình lấy giáp mà. Đây dưới đây nè. 1, 2, 3 nè. Chưa, từ nè. Rồi dứt. Bây giờ anh em muốn đầy luôn rồi kìa. Nó ra tiếp rồi. Nó đầy rồi. Rồi từ từ mặt là đây có hai xác nè. Phá từ từ đừng rút nè, nó lại tấn công mình kìa. Khỉ. Ủa, con boss bãi nè. Con boss nha. Boss đi. Nó sẽ tốn rồi. Ồ, chúng ta cái ba to của em á. Còn người sở tôn là ok à. Chặt cái đầu. Rồi nè, 1, 2, 3 con boss nè. Đấy, anh trước rồi. Lại vô luôn. Dứt luôn. Lỡ thì dứt luôn. Nó kịp mấy giây mà lo gì. Rồi con này nè. Vô. Chưa em đi lấy này rồi kìa. Wow, phút cây vậy mày. Wow. Nhiều quá nhỉ. Cứ lập hết đi. Anh em còn đây, đây nè. Đây. Có rồi. Đâu? Đây 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 đây. Vô. 1 2. Vô. Ồ, tính ra anh em mình mới kinh dị á. Vô. Chắc xác lấy xác bập giá. Phải con xác mà lụm hết đi anh em mặc sao? Ui giời, nhìn vô xong đi rồi cái em lượm tiếp, em để dành đó hiểu không? Nhìn anh Phương vô đồ kìa, nhìn tiếng gớm luôn. Vô đồ phải nhìn gớm hiện đây nè. Đây đây đây. Một con nào? 2 3. Vô. Kiểu mặc full rồi xong rồi cái lụm để đó dự trữ mà. Vô mà tiếp. Được rồi. Rồi mặc thôi. À, mặc vô đi, thử coi full ra như thế nào ạ. Rồi đó, em full nè, thấy không? Đẹp trai chưa? Ui. Đây. Gớm luôn em ơi. Từ từ nhìn xung quanh đã. Sao đằng pin sao hết sáng rồi, làm sao để thay đằng pin. Bỏ cục pin từ từ với pin vô. Thay pin vô. Pin rồi, từ từ để thay pin. Ủa em hết pin rồi, có ai còn pin không? Gì hết nhóc trơn mà. Thay pin mà hết hả? Chắc nãy giờ chích điện hơi nhiều. Từ từ đứng im. Ủa cái cây ba ton nó cũng tốn pin nữa hả? Tốn pin mà. Có nhiều pin. Đẹp logic quá bạn. Kìa có con boss trước mặt kìa. Anh giờ mới thay pin. Ta từ đi xung quanh ngoài coi nó gì. Nó đang làm gì vậy? Nó đang làm gì? Lột giấy hả? Đâu nó chết. À, nó phun tơ cái gì á? Hình như đồ vô. Tụi này tụi nó làm trước đó. Như vậy là nó phun tơ để mà nó treo mấy cái xác này lên trên đây nè bố ơi. Nè, anh vô nè. Vô. Chuyên nghiệp. Nè, hình như súng trên đây nè. Không. Có rồi. Đó. Súng đâu? Tiếp. Trong đây nè. Đi trong đây. Hang này sâu quá. Chưa có luôn hả? Vẫn chưa có. Trời ơi, sâu dữ vậy. Kỹ nha, nhìn kỹ nha, hình như nó trên đầu á, sợ là nó trên đầu mình á. Nhớ nó có cái lòi. Ơi, đám đít. Nè, đạp gì? Chạy ra. Giờ tới ai chích điện đi, em hết pin rồi. Em kịp đó. Hỏi em ơi, mấy này một cước mù em ơi. Không chứ mới gặp boss kìa. Anh cứ cầm dùi cui đi. Một vài đi boy, anh cảm giác anh tội lỗi quá. Ui, cái nhóc này bự chứ hả? Tội lỗi các bạn. Ở đây xét xanh. Người sâu cực kìa. Có cái gì nữa? Ở ngang này sâu dưới vậy ta. Dây hất cả quá trời vậy. Dây nhiều. Đây có cái đường gì nữa nè. Ê, từ từ đèn, hết pin đèn, hết pin. Ôi, thằng này đi lên đâu vậy trời? Hai đường đi mà. Thấy đang đi lên rồi không? Đường bên đây bít rồi. Đi lên. Ủa chưa lập đường gì luôn á. Ui có ở đâu? Có một đường à? Ủa đâu có hai đường nè. Hai đường. Đi đường bên này đi. Trái chứ không? Trái chứ. Đường này như là có con gì nè. Ui thấy ghê quá mấy đứa ơi. Có điện bạn con gì á. Ui con nít. Điện bạn con nít. Điện bạn con nít. Khoan hỏi tí đừng. Thấy càng ngày chưa càng ghê nha. Cái đó có gì vậy? Có gì không đó? Ủa hai đường nữa. Ủa? Từ từ. Đứng đó đi, bảo đứng đó đi. Rồi. Để vô trách ra. Ít quá trời nè. Nó này đi không khéo đi lạc sắp mặt luôn á trời. Tợ quá, mọi người lên đây lẹ nha. Cứ nó đi để coi. Gì vậy này? Thêm đường nữa, what the fuck? Không, có con đường bên đây à, có con đường bên đây à. Rồi, bây giờ chị nè, hồi nãy anh em mình đi bên trái hết thì mình đi bên trái hết. À, đi đường bên trên em đúng không? Ờ, đi đường trên Bảo nè, hồi nãy đi bên trái hết, đi bên trái hết. Mình làm cái bếp ở đây đi. Không không, giờ Bảo đứng im, Bảo đứng im ở đây. Mình làm cái bếp, mình làm dấu ở đây đi. Thì anh làm đi, làm đi để em đi đường vòng rồi coi tới Bảo không. Nè, làm cái bếp ở đây không? Sao nó lằn ngoằn dữ nè. Đó, một tí nữa tới đây cái mình quẹo phải là đi ra. Đó. À đây rồi, đây rồi, xúc này. Đâu đâu? Vậy sao quá? Vậy sao quá? Đi đường nãy qua em của anh Phương, đường có nước á. Phan Báo ơi, ngừng. Sao vậy? Anh thay pin cái, hết pin rồi. Trời ơi. Đây em lại em dắt đây. Thấy rồi, đi anh. Đây rồi, có súng rồi. Dữ nè. Ừ, súng nó có cái dây đeo ở chỗ nào đi nữa đi đó, chỗ đó nó có đi nữa. Trước đây đúng không? Đó, súng đó, súng hợp đây. Chín ló. Cái súng bắn dây đúng không? Đúng. Rồi, giờ súng ra đây. Từ từ. Em xuống nè, Phan. Giờ đi xuống luôn hả? Chứ không đi đường nãy hả? Xuống luôn. Vậy là hết rồi, cái hang này chỉ có súng là quan trọng nhất nha. Ủa giờ còn cái đường nãy. Đường nãy hả? Em đâu biết. Từ từ đi đường sau có gì không Bảo, từ từ. Có rồi đó, đi. Móc đồ chơi đi đường không có gì đâu. Đi. Hồi nãy cái chỗ mà gì nè, cái bếp lửa còn một cái đường đi lên đó. Nếu mà như vậy thì nó sẽ là đi lên luôn á, lên tới mặt đất luôn á. Đi ngoài đúng không? Đi này nó nói không ở nè, đường này đi vòng nè, nó đi vòng nè. Ủa đường này đi ra luôn hay sao? Thử đi. Là đi vòng lại chỗ bếp lửa nãy. Cái gì? Cái map này giết. À đường đi ra luôn. Không, hang này mình lấy cái đó thôi à, hang này mình lấy đó, ngoài này vụ rồi. Đúng đó thôi à. Ê, nếu mà gì hồi nãy nếu mà mình biết được cái vị trí này cái mình đi vô chỗ này mình lấy cây súng cái mình đi ra. Sao biết? Đi ngủ đi, tối quá. Thì cái gì? Nếu mà mình biết á. Thôi về mình đi ngủ. À, bảo okay, cái chỗ này là cái chỗ anh em mình đi vô này Bảo. Ô Kevin. Kevin. Đúng rồi, cái chỗ này là cái chỗ hôm trước anh em mình đi vô nè. Sao mà không biết nè. À mình đi ở dưới mình đâu có lên trên được đâu anh. Ủa? Đúng rồi, cũng đúng. Mình đi dưới mình đâu có lên trên được đúng không? Đi dưới mình đâu lên trên được. Rồi đi ngủ đi rồi tính tiếp phần ngủ đi rồi xem. Đúng không? À bữa anh em mình đi vô mà không có leo lên được. À bữa đó đứng vô ngồi ngó không á chứ có. Có làm được gì đâu anh. Tập này có em là thành quả không đóng luôn. Ngủ. Ủa này trên nước tiết luôn hả? Sao lại? Đâu phải trên nước tiết, cái này là cái hang hôm qua anh em mình đi vô nè. Nè, từ từ. Giờ có cái qua mình chỉ Bảo đi vô cái chỗ này nữa bạn. Là Bảo nó cái hang ẩn đó nhau. Anh Phương. Quái vật. Thôi. Ủa sao nhìn giống Bigfoot rồi. Ôi nó đỡ. Giật điện cũng chết à. Trời ơi, giật chết. Giật nó tôi rồi. Chết. Dễ. Đâu rồi, Kevin đâu? Kevin đâu? Chạy đóng tiêu rồi. Ủa sao mà nó biết mình đây mà nó đón ta? À hay á ha, Kevin hay dữ nè. Kevin rồi. À, nó mới đắc thị đây nè. Giờ mình lên mình tiến mà mình lấy cái xẻng. Từ từ, có nè Kevin nè. Rồi. Kêu nó đi theo, này mình. Không, cứ để nó ở đây. Anh em mình đi phục vụ con gái luôn. Ok luôn. Vậy đi thu phục luôn á. Né gà, anh em né gà. Dạ, em giết nó luôn hả? Gì vậy? Là sao? Nó giết Kevin luôn kìa, nó giết Kevin luôn bạn. Hả? Né gà, anh em né gà. Rồi, hết con nô lệ luôn. Không, có con nhỏ ghi lợi. Má không lại em anh trẻ đầu này. Đúng rồi, không lại tao bắt mày làm nô lệ luôn. Giả đầu nơi siêu được các bạn. Sao thiệt quá, hình như nó không lại thiệt rồi. Hay đợi nó gần quá, từ từ đợi xíu thôi. À, thường là người ta dẫn là giết nó. Ông người ta đứng yên để thằng nhỏ kia nó đi lại, ông giết. Ông giết nó đi đổi thằng nhỏ kia. Bài lúc gen ve làm gì có. Vô trên núi tiếc ta. Nữa. Tí trẻ đầu đó ơi. Cứu nó em ơi. Nó chết luôn. Chết luôn rồi. À, cái thằng Nancy này nó báo không các bạn. Vừa mới lấy được cái súng xong nó ra để giết nhỏ luôn. Vì là trên núi tiếc nó không cho à. Ông đừng về núi tiếc không cho nữa, chỗ nào nó chả xuất hiện. Hôm qua là nó lại là nó chuẩn bị cho đồ anh với Bảo rồi đó. Báo không. À, chỉ hay dữ vậy. Rồi đi lấy đâu lại luôn. Rồi xong rồi chết đâu lại, tự như chôn nó luôn ơi, đào chôn luôn. Anh có thể quay lại chỗ xếp hồi nãy mà được mà. Anh em xếp chưa? Xếp rồi. Nãy nó xếp chưa? Rồi. Nãy ngủ anh nó xếp chị xong xếp. Rồi xếp chứ lúc đó chưa chết. Ờ, quay lại. Vậy hót ra vào lại phải không? Ừ, anh. Ok anh. Wow. Giết nó. Thoát ra nha, thoát ra nha. Ok.